Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với dự án tư vấn về bệnh lao mùa thứ hai thuộc chuỗi dự án tư vấn nhân dân được thực hiện ở trên kênh Bác sĩ Tử Tế, vì mục tiêu nâng cao kiến thức của cộng đồng về một số vấn đề sức khỏe phổ biến, từ đó mà mỗi người trong chúng ta có thể tự bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như là bảo vệ sức khỏe của những người mà mình thương yêu. Và dự án này đã được hơn một năm tuổi, cho nên chắc quý vị không còn lạ gì với mình nữa. Mình là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lê Bảo, hiện tại đang công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch. Và Bảo luôn cảm thấy hân hoan khi được ở đây để chia sẻ cùng quý bệnh nhân, quý người nhà và quý nhân dân nói chung, để chúng ta cùng hiểu sâu hơn về chẩn đoán bệnh, về điều trị bệnh, về cách phòng ngừa bệnh, cũng như là làm sao để có thể chăm sóc cho bệnh nhân được tốt nhất và làm sao để cho kết quả điều trị được tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi vì hôm nay là ngày Thế giới phòng chống bệnh lao, ngày 24 tháng 3. Và nếu quý vị còn nhớ, thì ngày này của một năm về trước, Bảo đã cùng với quý vị ăn mừng bằng một bài hát rất là dễ thương là Việt Nam chiến thắng bệnh lao. Đó là một cột mốc mà Bảo sẽ không bao giờ quên được, bởi vì chúng ta đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng sát cánh bên nhau nỗ lực vì một tương lai tươi đẹp. Năm 2030, Việt Nam mình sẽ không còn bệnh lao nữa. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân ban đầu, cái động lực đã thôi thúc Bảo thực hiện toàn bộ chuỗi dự án này. Để rồi sau một năm, khi nhìn lại chặng đường của mình đã đi qua, Bảo cũng thấy hơi hơi tự hào vì mình cũng đã có một kênh YouTube, là một cái kho, chắc phải gọi nó đúng nghĩa là một cái kho chứa đựng những nỗ lực của bản thân để có thể đóng góp làm đẹp cuộc đời này, đóng góp một chút sức lực của chính mình vì cái tương lai năm 2030 Việt Nam sẽ không còn bệnh lao nữa. Và quý vị biết không, Bảo xin chia sẻ một chút về góc nhìn của mình để chúng ta có thể có thêm được niềm vui và có thêm được niềm tin vào cái tương lai tươi đẹp đó. Bởi vì trong một năm qua, tự Bảo nha, từ góc nhìn của Bảo, tự Bảo ghi nhận lại, thì Bảo thấy là không có ca bệnh lao nào tự ý bỏ thuốc cả. Cũng như là những ca bị bệnh lao mà Bảo biết thì hầu hết đều đã khỏi bệnh. Đó là một tin vô cùng đáng mừng. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều quý bệnh nhân đã liên hệ để nêu thắc mắc, cũng vì cái mong muốn được giải quyết vấn đề để có thể yên lòng mà tiếp tục điều trị. Tức là người ta tin vào khoa học, người ta tin vào y học, người ta muốn được trị khỏi và muốn được theo phác đồ điều trị cho đến cùng. Đó là chưa kể từ bên trong Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã thực hiện những nghiên cứu về lao tiềm ẩn. Điều này chứng tỏ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đó chính là tình hình bệnh lao đã được kiểm soát ổn. Phải nói là ổn thì mới có thể vươn tay làm thêm chuyện khác được. Đó chính là vươn tay để tiến tới tìm cách giải quyết cái lao tiềm ẩn. Chuyện thứ hai, đó chính là giới chuyên môn của Việt Nam đang nỗ lực để hoàn thiện các phương án chống lại lao tiềm ẩn, là cái nguồn gốc tồn tại của vi trùng lao trong cộng đồng. Và một khi mà lao tiềm ẩn đã được điều trị để nó không thể nào tiến tới hình thành bệnh lao được, còn những bệnh lao có sẵn trong cộng đồng lại được kiểm soát một cách ổn định, thì đó chính là lúc mà chúng ta đã có thể thấy rõ được một con đường bền vững tiến tới việc xóa sổ bệnh lao ra khỏi đất nước Việt Nam thân yêu. Tất cả đều là dấu hiệu tốt, và những dấu hiệu tốt đó đang cố gắng khẳng định rằng chúng ta có khả năng chiến thắng và toàn dân tộc sẽ nhìn thấy được cái ngày Việt Nam chiến thắng bệnh lao. Thương cho người Việt Nam vượt bao gian khó làm nên, hãy vững tin vào một ngày trăm năm sống cùng ta, lây truyền qua không khí đến cho bao người, lại thêm sống dài là dài, lâu ngày tự sinh ra kháng thuốc thật khó khăn trong điều trị. Căn bệnh lao gây sốt chán ăn sụt cân, mỏi mệt và ê ấm không thể sinh hoạt sống như thường. Triệu chứng của cơ quan bị lao đa dạng cùng nguy cơ di chứng, nhiều tổn thương sao có khôn lường. Vậy nên chúng ta cùng chung chi to phải xóa bỏ lao cho Việt Nam dấu yêu, mỗi cố gắng mang một ý nghĩa to làm nên núi cao, tương lai dân tộc sẽ không có lao.
nhận rằng cố gắng thì đường chúng ta đi sao huy hoàng. Bộ y tế khuyên người dân chúng ta cùng góp sức trong chương trình phòng lao trong lao, cùng trung ương kiểm tra, cùng địa phương đắp xây làm nên núi cao, tương lai dân tộc sẽ không có lao hoành hành. Đồng lòng chung tay rồi người sẽ thấy đêm buồn trôi đi ánh dương mừng sáng. Xem được những tập tiếp theo của dự án bằng cách đăng ký kênh YouTube Bác sĩ Tử Tế, theo dõi fanpage Bác sĩ Tử Tế và đừng quên tham khảo những câu hỏi mở rộng trên kênh TikTok Bác sĩ Tử Tế. Quý vị luôn luôn có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Nguyễn Lê Bảo và ekip chuyên môn bằng cách nhắn tin vào Zalo theo số điện thoại này hoặc comment câu hỏi của mình vào bất cứ bài đăng nào trên kênh Bác sĩ Tử Tế.